anh làm việc trong lĩnh vực đường sắt và được trả lương hậu hĩnh sau đó anh được chọn dẫn dắt một hội thánh anh cảm thấy bị mắc kẹt giữa bổn phận và công việc anh không biết phải lựa chọn như thế nào nên đã phải đấu tranh nội tâm sự dẫn dắt của lời đức chúa trời đã cho anh phương hướng rõ ràng nên anh không còn bối rối nữa những lẽ thật nào đã giúp anh đưa ra lựa chọn đúng đắn tôi sinh ra trong một gia đình ở nông thôn rất nghèo nàn và lạc hậu khi tôi còn nhỏ ba tôi đã bắt tôi phải học hành chăm chỉ để sau này tôi có thể được vào trường giỏi và sẽ có được một cuộc sống ấm no ừ. nhưng mọi chuyện lại không xảy ra như tôi mong đợi tôi trượt kỳ thi vào trung học ba năm liền điều này khiến tôi bối rối vào con đường tương lai của mình và đã mất hết tự tin lúc đó tôi bị căng thẳng vô cùng và cảm thấy rất đau khổ cho đến năm thứ tư cuối cùng tôi cũng được vào trường kỹ thuật đường sắt. tốt nghiệp xong tôi đã có một công việc ổn định trong văn phòng cục đường sắt. Ừ. Tháng 3 năm 1999 vợ chồng tôi đã tiếp nhận công tác của đức chúa trời toàn năng. sau đó tôi đã tích cực làm bổn phận và tham gia đời sống hội thánh. sau tháng sau tôi được chọn dẫn dắt hội thánh đó. Ừ. nhưng sau khi trở thành một lãnh đạo vì dành quá nhiều thời gian cho bổn phận và nhóm họp nên các xung đột với việc làm đã nảy sinh. Để tránh bỏ lỡ các buổi nhóm họp, một tháng tôi phải xin nghỉ phép mấy lần. Ngoài trừ các khoản khấu trừ lương ra, tôi cũng bị mất thưởng cuối tháng luôn. Sếp tôi tỏ ra khó chịu nói với tôi. Cậu mới vô là một thời gian ngắn, nên cần phải làm cho tốt. Nếu cậu cứ xin nghỉ phép, cậu sẽ mất rất nhiều tiền lương và cũng mất cả tiền thưởng. Chẳng phải vậy là ngu ngốc sao? Tôi đã cố chăm sóc tốt cho cậu Nhưng nếu cậu cứ nghĩ phép hoài Thì tôi khó thân chất cho cậu lắm Nghe anh ấy nói vậy Anh có thấy băn khoăn hay không? Có chứ Sau đó khi lại xin nghỉ phép Tôi cảm thấy rất là do dự Tôi nghĩ Thật sự là sếp đối xử rất tốt với mình Nếu mình cứ xin nghỉ phép Và làm ông ấy ấn tượng xấu về mình Thì sau này nhất định sẽ khó mà thăng chức được Mình không thể nghỉ phép thêm nữa Nếu không sếp sẽ không hài lòng nhưng rồi tôi nghĩ là một lãnh đạo hội thánh nếu không đi họp nhóm tôi sẽ không biết nhiều về công tác của hội thánh và tình trạng của mọi người và sẽ không thể làm tốt công tác của hội thánh được ừ phải đó cho nên tôi cảm thấy rất mâu thuẫn sau đó có vài lần tôi đã quyết định ở lại làm việc ừ. nhưng tôi lại thấy rất tội lỗi về chuyện này có lần lãnh đạo báo tôi biết về một cuộc hợp đồng sự và tôi lại bắt đầu đấu tranh nội tâm Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời để tìm kiếm ý muốn của Ngài Tôi đã đọc được đoạn lời này của Ngài Đức Chúa Trời toàn năng phán Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người Bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau Như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người Hoặc từ sự can thiệp của con người Nhưng ẩn ở phía sau mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra là một cuộc đánh cược do Satan đặt ra trước Đức Chúa Trời và đòi hỏi mọi người phải đứng vững trong chứng ngôn của mình với Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ, khi Job bị thử luyện, ở phía sau, Satan đang đặt cược với Đức Chúa Trời và điều đã xảy ra với Job là những việc làm của con người và sự can thiệp của con người đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa trời thực hiện trong các người là cuộc đánh cược của Satan với Đức Chúa trời. Đằng sau nó tất cả là một trận chiến. Tất cả mọi chuyện con người làm đều yêu cầu họ phải trả một cái giá nhất định trong những nỗ lực của mình. Không có gian khó thực sự, họ không thể làm Đức Chúa trời hài lòng. Họ thậm chí không đến gần với việc làm Đức Chúa trời hài lòng và họ chỉ đang phun ra những khẩu hiệu trống rỗng những khẩu hiệu trống rỗng này có thể làm đức chúa trời hài lòng sao khi đức chúa trời và satan chiến đấu trong lĩnh vực thuộc linh ngươi nên làm thế nào để làm đức chúa trời hài lòng và ngươi nên đứng vững trong chứng ngôn của mình với ngài như thế nào ngươi nên biết rằng mọi thứ xảy ra với ngươi là một thử luyện lớn và là lúc đức chúa trời cần ngươi mang chứng ngôn mặc dù bên ngoài chúng có vẻ không quan trọng nhưng khi những điều này xảy ra chúng cho thấy ngươi có yêu mến đức chúa trời hay không nếu ngươi làm thế ngươi sẽ có thể đứng vững trong chứng ngôn của mình với ngài và nếu ngươi không đưa sự yêu mến ngài vào thực hành điều này cho thấy ngươi không phải là người đưa lẽ thật vào thực hành rằng ngươi không có lẽ thật và không có sự sống, rằng ngươi là dơm rác. Amen. 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 Từ lời đức Chúa trời tôi nhận ra rằng bởi ngoài thì ngày nào chúng ta cũng tương tác với mọi người và sự việc xung quanh ta, ừ. nhưng ở phía sau sẽ tăng đánh cược với đức Chúa trời và ta cần kiên dẫn trong lời chứng của mình. Amen. Khi những thử luyện của shop đến với ông, chỉ sau một đêm ông đã mất hết của cải. Bề ngoài thì là do các tên cướp đã lấy tài sản của ông. Nhưng đằng sau chính là sự cám dỗ của Satan. Và khi Job đứng dẫn trong lời chứng của mình, Satan đã thấy xấu hổ mà rút lui. Ừ. Sự xung đột giữa thời gian hợp và công việc của tôi thật sự là một cuộc chiến thuộc linh. Bề ngoài thì sếp tôi tỏ ra vô cùng quan tâm đến tôi và muốn tăng chức cho tôi. Nhưng thực tế, đằng sau chính là sự quấy phá của Satan. Ừ. Sa Tăng đang dùng danh lợi để dụ tôi chỉ tập trung vào công việc và kiếm tiền. Nó muốn quỷ hoại mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Trời, khiến tôi rời xa Ngài, khiến tôi không thể hội hợp và làm bổn phận. Trong chuyện này có chứa những ý định tà ác của Satan. Tăng. Nghe như vậy, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Con nhất định sẽ không mắc mưu Sa Tăng đâu. Con sẽ cùng với anh chị em tham gia hội hợp và thông công về lời Ngài, duy trì mối quan hệ bình thường với Ngài. Ừ. Con sẽ không để mưu đồ của Sa Tăng thành công. Sau đó tôi lấy hết dụng khí xin xếp cho nghị phép Và dự cuộc họp dành cho đồng sự Ta hơn Đức Chúa Trời Đó là một sự lựa chọn đúng đắn Phải đúng vậy Nhưng mà khi công tác của hội thánh ngày càng bận rộn hơn Nhiều việc phải được sắp xếp cũng như thực hiện kịp thời Nếu tôi muốn làm tròn bổn phận Thì tôi phải xin nghị phép Suốt thời gian đó tôi cảm thấy rất dằn xé Và nhiều lần không thể vượt qua được Nên đã làm ảnh hưởng đến công tác của hội thánh có đôi lúc tôi nghĩ mình nên bỏ việc Để không làm đình trệ các công tác của hội thánh Nhưng tôi lo là nếu giờ tôi bỏ việc Thì còn lâu tôi mới có một tương lai tốt đẹp Từ bỏ một công việc tốt như vậy Tôi cảm thấy không định lòng chút nào Và cảm giác bên trong lòng mình luôn dần xé dữ dội ừ. Khi trở về nhà tôi nói với vợ mình rằng tôi rất muốn bỏ việc và đã chia sẻ suy nghĩ của tôi tôi nói từ bỏ công việc này anh không cam tâm anh đã học hành chăm chỉ nhiều năm để có được công việc tốt này tiền lương lại cao nếu bây giờ anh bỏ việc thì người thân bạn bè và bạn học sẽ nghĩ gì về anh đây ba mẹ anh mà biết thì họ sẽ giận anh lắm hơn nữa nếu anh bỏ công việc này thì chúng ta không thể mua nhà sau này có thể sẽ sống trong nghèo khổ suốt đời nhưng giờ đây anh đã đọc rất nhiều lời đức chúa trời toàn năng và hiểu ý đức chúa trời hơn nữa các anh chị em đã chọn anh làm lãnh đạo hội thánh nếu vì công việc mà anh làm trì quản công tác của hội thánh tức là đang lơ là bổn phận rồi vợ tôi nghe tôi nói xong đã kêu tôi cầu nguyện với đức chúa trời và đưa ra lựa chọn cô ấy nói đúng đó ừ. khi có chuyện xảy ra anh phải cầu nguyện với ngài và tìm kiếm lẽ thật khi hiểu rõ mọi chuyện và đưa ra lựa chọn anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và không có gì hối tiếc ừ, ừ. đúng vậy phải đó buổi tối hôm đó tôi cứ trần trọc mãi không tài nào ngủ được nên đã cầu nguyện với đức chúa trời xin ngài dẫn dắt tôi tôi đọc được đoạn lời này của đức chúa trời toàn năng ai có thể thực sự và trọn vẹn dân mình cho ta và dân hiến mọi thứ vì ta hết thảy các ngươi chỉ nửa về suy nghĩ luận quẩn nghĩ về gia đình về thế giới bên ngoài về thức ăn và quần áo dù thực tế ngươi đang đứng trước ta và làm mọi điều cho ta nhưng sâu thẳm trong lòng ngươi vẫn nghĩ về vợ con và cha mẹ ở nhà hết thảy những thứ này là tài sản của ngươi sao tại sao ngươi lại không giao phó chúng vào trong tay ta ngươi không có đủ đức tin nơi ta sao hay vì ngươi sợ ta sẽ sắp xếp những điều không phù hợp cho ngươi tại sao ngươi luôn lo cho gia đình xác thịt và hẻo hòn vì người thân của ngươi. Ta có một chỗ nhất định nào bên trong lòng ngươi hay không? Người vẫn nói về việc để ta thống trị trong ngươi và chiếm ngự toàn bộ hữu thể ngươi, những điều này đều là những lời dối trá. Bao nhiêu người trong các ngươi tận tâm với hội thánh và ai không nghĩ về bản thân mà hành động vì lợi ích của phương quốc hôm nay? Hãy ngẫm nghĩ thật kỹ càng về điều này. Amen. Amen. Lời Đức Chúa Trời mặc khải rằng khi con người không chân thành tin Ngài, họ không dám đặt tương lai và số phận của họ vào trong tay của Ngài. Họ lo lắng và lên kế hoạch cho xác thịt của mình, sợ Ngài không sắp xếp mọi việc hợp lý. Những người như vậy không có chỗ cho Đức Chúa Trời trong lòng. Ừ, phải, chẳng phải tôi cũng không tin Đức Chúa Trời sao? Tôi cứ lo rằng nếu bỏ việc thì tài chính eo hẹp, sẽ khiến cuộc sống của tôi bấp bênh. Tôi có đức tin quá ít nơi Đức Chúa Trời. Tôi không hề hiểu biết về quyền tối thượng đối với mọi sự của Ngài ừ. Tôi nghe Đức Chúa giêsu xu đã phán Hãy nhìn xem loài chim trên trời chẳng có gieo, chẳng có gặt Cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng Mà cha các ngươi trên trời nuôi nó Các ngươi há chẳng phải quý trọng hơn loài chim sao Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài Thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa ừ. Tôi thường đọc thuộc lòng những câu này và sau đó dùng những lời này để cổ suý người khác. Nhưng mà khi mọi chuyện thực sự xảy ra với mình, thì tôi lại không hề thật tâm tình Đức Chúa Trời. Khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi mới nhận ra tương lai và vận mệnh của mọi người đều nằm trong tay Ngài, và Ngài sẽ luôn sắp xếp một cách phù hợp. Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ không bạc đãi ai chân thành dân mình cho Ngài. Ừ. Tại sao tôi không có lòng tin đó nơi Ngài? Lúc đó tôi muốn ngay lập tức bỏ việc và toàn tâm toàn ý làm tròn bổn phận của mình. Ừ. nhưng mà khi tôi về đến văn phòng, các đồng nghiệp của tôi đang nói về việc họ được tăng lương và có tiền thưởng. tôi lại bắt đầu do dự, không sẵn lòng từ bỏ công việc. Hey, thật không dễ buông bỏ một công việc ổn định như vậy. thực sự phải đấu tranh nội tâm dữ lắm. Ừ. đúng vậy. nó đòi hỏi phải có đức tin nơi đức chúa trời. Ừ. thực sự là vậy. tôi biết là để thực hành lẽ thật thì chúng ta cần phải trả một cái giá nên đã cầu nguyện Đức Chúa Trời xin ngài dẫn dắt tôi vượt qua xác thịt để có thể bỏ việc và thực hiện bổn phận. Ừ. Không lâu sau đó, tôi đã trải nghiệm một điều hết sức khủng khiếp khiến tôi phải ngẫm lại con đường tương lai trong sự sống của mình. Ừ. Một buổi tối nọ, tôi đang cùng người lái tàu, người dòng toa và những người khác kết nối các toa tàu lại tôi đang đứng trên bậc thang của một đoàn tàu đang di chuyển, sử dụng bộ đàm để hướng dẫn người lái tàu kết nối phương tiện đúng cách. Lúc đó, con tàu đang di chuyển rất nhanh. Theo đúng quy trình làm việc thì... Khi chúng tôi còn cách toa tàu mà chúng tôi sẽ kết nối khoảng chừng 10 toa tàu, tôi sẽ ra lệnh giảm tốc độ. Nhưng không hiểu sao người lái tàu đã không đi chậm lại. Và tôi bất lực nhìn đoàn tàu sắp đâm vào toa tàu đang đầu trên đường ray. Nó chạy nhanh đến nỗi tôi không thể nhảy ra khỏi toa tàu được. Tôi chỉ có thể nhảy từ bậc thang vào trong toa tàu mình đang đứng. Lúc đó tôi nhắm nghiền mắt lại, bám chặt vào cạnh toa tàu bằng cả hai tay, để không bị văng ra khỏi toa tàu. Tôi liên tục thầm kêu cầu Đức Chúa Trời toàn năng. Và rồi, âm ầm có một tiếng nổ lớn. Tôi biết đoàn tàu và toa tàu đã đụng vào nhau. Cánh tay của người phụ lái lúc đó đã bị gãy nát. Anh ấy được đưa ngay đến bệnh viện để điều trị, tôi thực sự đã vô cùng hoảng sợ nhưng lại không bị gì ồ ta ăn đức chúa trời nếu không có sự bảo vệ của ngài ai mà biết có thể xảy ra chuyện gì chứ đúng à. vậy tôi biết trong lịch sử ngành được xác suất bao nhiêu năm qua nhiều người đã không may bị tai nạn một số bị nát hết cả tay còn một số khác thì bị gãy chân tôi nhận ra khi đối mặt với nguy hiểm công việc ổn định không thể bảo vệ an toàn cho tôi hay là cuộc sống của tôi ừ càng nghĩ về chuyện xảy ra tối hôm đó càng thấy đáng sợ. Sau tai nạn kinh khủng này, thì tôi mới nhận ra rằng chạy theo đồng tiền chỉ đem lại cho chúng ta thú vui xác thịt tạm thời thôi, đánh mất sự chăm sóc và bảo vệ của đức Chúa trời và mất cả sự sống mới chính là điều đáng buồn nhất. Nếu bởi vì kiếm tiền mà phải đánh mất sự sống, vậy có một công việc ổn định thì có ích lợi gì chứ? Tôi tuyệt đối sẽ không để cho công việc ngăn cản bộ phận nữa. Tôi quyết định sống theo lời Đức Chúa Trời, phó thác cho Đức Chúa Trời mọi thứ mà mình sở hữu, tuân phục quyền tối thượng và sự sắp đặt của Ngài. Tôi nhớ đến những lời này của Ngài. Ở trang 667 Là một con người bình thường và là người mưu cầu tình yêu dành cho Đức Chúa Trời. Bước vào phương quốc để thành dân sự của Ngài là tương lai đích thực của các ngươi và là một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa nhất không có bất cứ ai được phước hơn các ngươi tại sao ta phán điều này vì ai không tin đức chúa trời thì luôn sống vì xác thịt và họ sống vì sa tăng nhưng ngày nay các ngươi sống vì đức chúa trời và sống để thực hiện ý muốn của đức chúa trời chính vì vậy ta phán rằng cuộc sống của các ngươi có ý nghĩa nhất chỉ những người đã được đức chúa trời chọn này mới có thể sống trọn một cuộc đời có ý nghĩa nhất không có bất cứ người nào khác trên đất có thể sống trọn một cuộc đời có giá trị và có ý nghĩa như thế amen amen, amen. lời đức chúa trời đã khiến tôi vô cùng xúc động đúng vậy người chân thành yêu kính ngài không sống vì danh vọng tiền tài hay thú vui xác thịt mà họ sống vì đức chúa trời đúng Phải. vậy chỉ có sống vì đức chúa trời mới ý nghĩa và đáng giá amen à, vì sự tiền định và lựa chọn của ngài tôi đã có đủ may mắn để nghe được tiếng của đấng tạo quá hiểu được đôi chút lẽ thật và có cơ hội thực hiện bổn phận đây là một điều vô cùng tuyệt vời tôi phải thôi sống trong thế giới nhỏ bé của riêng mình thôi chạy theo đồng tiền và hưởng thụ vật chất ừ. tôi nên tuân phục sự sắp đặt và an bài của ngài và làm bổn phận như một loài thọ tạo ừ amen tôi đọc được một đoạn lời nữa của đức chúa trời đức chúa trời toàn năng phán làm sao ngươi truyền được những điều ngươi đã thấy và trải nghiệm cho những tín đồ khốn khổ đáng thương và sùng đạo những kẻ đói khát sự công chính và đang chờ đợi ngươi chăn dắt họ những loại người nào đang chờ đợi ngươi chăn dắt họ ngươi có thể hình dung được không ngươi có ý thức được trọng trách mình mang trên vai có ý thức được việc mình được ủy nhiệm và trách nhiệm của ngươi không ý thức về sứ mạng lịch sử của ngươi đâu rồi ngươi sẽ là chủ nhân trong thời đại kế tiếp một cách tương xứng như thế nào ngươi có ý thức rõ về vai trò làm chủ không ngươi giải thích thế nào về chủ nhân của vạn vật có thật đấy là chủ nhân của mọi sinh vật sống và của mọi thứ vật chất trên đời này không Ngươi có kế hoạch gì cho sự tiến triển trong giai đoạn tiếp theo của công tác? Bao nhiêu người đang chờ đợi ngươi làm người chăn dắt của họ. Nhiệm vụ của ngươi có nặng nề không? Họ là những người tội nghiệp, đáng thương, mù quáng và hoang mang, đang kêu gào trong bóng tối rằng con đường ở đâu? Họ mới trông ngóng ánh sáng làm sao? ánh sáng mà bất thần lao xuống như một ngôi sao băng và xua tan các thế lực của bóng tối đã chế ngự con người biết bao năm ai có thể biết hết mức độ mà họ khắc khoải hy vọng đến thế nào họ ngày đêm mong ngóng điều này đến thế nào thậm chí vào ngày sự sáng lóe qua những người chịu đau khổ ghê gớm này vẫn bị cầm tù trong ngục tối chẳng có hy vọng được phóng thích khi nào họ mới hết khóc than Thật bất hạnh ghê gớm cho những linh hồn yếu đuối Chưa từng được ban cho sự nghỉ ngơi này Và từ lâu họ đã bị giam chặt trong tình trạng này Bởi những gông cùm tàn nhẫn và lịch sử bất động Ai đã nghe tiếng kêu gào của họ Ai đã chứng kiến tình trạng thảm thương của họ Người có bao giờ thoáng nghĩ Lòng Đức Chúa Trời lo lắng và đau buồn đến thế nào không? làm sao ngài có thể chịu nổi khi thấy nhân loại vô tội do chính tay ngài tạo dựng lại phải chịu sự dằn vặt như vậy xét cho cùng loài người là những nạn nhân đã bị đầu độc và mặc dù con người đã sống sót đến ngày nay nhưng có ai biết được rằng nhân loại từ lâu nay đã bị kẻ ác đầu độc không ngươi đã quên mất rằng ngươi là một trong số những nạn nhân sao chẳng lẽ ngươi không sẵn lòng đấu tranh vì tình yêu của ngươi dành cho đức chúa trời để cứu rỗi những người sống sót này sao chẳng lẽ ngươi không sẵn lòng dốc hết mọi sức lực để đền đáp đức chúa trời đấng yêu thương nhân loại như máu thịt của chính ngài sao sau tất cả những gì xảy ra thì ngươi diễn giải việc được đức chúa trời dùng đến để sống cuộc đời phi thường như thế nào ngươi có thật sự có quyết tâm và tự tin để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa của một người ngoan đạo, hầu việc Đức Chúa Trời không? Amen. 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 Từ lời của Đức Chúa Trời, tôi đã cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của Ngài dành cho nhân loại, cũng như mong muốn cấp thiết cứu rỗi con người của Ngài. Ừ. Ta đang ở thời kỳ sau đốc và các tham quả đang lớn dần. Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật thực, thực hiện công tác phán xét và hành phạt, để cứu rỗi con người thoát khỏi sự thống trị của Satan. Ừ. Tôi đã được may mắn nghe tiếng của Đức Chúa Trời tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Đó là ân điện của Đức Chúa Trời. Nhưng nhiều người khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời vẫn chưa nghe tiếp Chúa. Họ vẫn còn bị lừa dối và kiểm soát bởi các mục sư và trưởng lão trong thế giới tôn giáo. Không thể nghe được tiếng Đức Chúa Trời và nghe tiếp Chúa. Đúng vậy. Nếu như mọi người đều ích kỷ giống như tôi, chỉ quan tâm đến sự an nhàn xác thịt, không đau dạng phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì khi thảm quả lớn ập đến, họ đều sẽ rơi vào đó và bị trừng phạt. Đây là điều khiến Đức Chúa Trời đau lòng nhất. Ừ, phải. Suy ngẫm về ý muốn của Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu ra mình nên lựa chọn và mưu cầu điều gì. Vì vậy, tôi đã quyết định buông bỏ công việc hiện tại, thực hiện bổn phận đàng hoàng và dân mình cho Ngài. Amen. Amen. Đúng lúc tôi đang rất quyết tâm muốn xin nghỉ việc, thì bất thình linh trợ lý giám đốc nhà ga đến gặp tôi chỉ tôi cách tặng quà cáp và cho tôi biết ai có thể giúp tôi thăng tiến ông ấy giải thích cặn kẽ mọi thứ cho tôi chỉ sau một hồi thảo luận quyết tâm bỏ việc của tôi lại bắt đầu lung lay à, anh lại bị quấy nhiễu nữa rồi đúng vậy không phải ai cũng có cơ hội được thăng tiến lưng lậu cũng sẽ tăng nhiều à, đây chính là một sự cám dỗ rồi anh đã buông bỏ công việc như thế nào không lâu sau đó thì tôi đã trải nghiệm được một chuyện kinh hoàng khác và nó đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của tôi. Một lần nọ vào ca sáng, một đoàn tàu chở hàng vào ga cần được tách rồi gắn lại toa. Sau khi làm việc đó xong, tôi có nhiệm vụ đặt cuốc hạm ở phía dưới các bánh xe. Sau giờ nghỉ trưa, trước lúc tàu lặn bánh, tôi đã quên lấy cuốc hạm dưới bánh xe ra. Người lái tàu đã bắt đầu lái rồi, và rồi mấy chiếc quốc hạm đã bị bánh xe kéo lê trên đường ray. người lái tàu đã để ý thấy và đúng lúc đoàn tàu sắp chạy qua ghi tàu anh ấy đã dừng lại kịp thời tránh được việc bị trật bánh hoặc thậm chí khủng khiếp hơn là lực cả đoàn tàu à, nghe có vẻ nguy hiểm quá phải đó là sự bảo vệ của đức chúa trời đúng vậy ừ. bữa đó nếu không được đức chúa trời bảo vệ nếu đoàn tàu thật sự bị trật bánh hoặc bị lật hoàn toàn thì hậu quả sẽ ngoài sức tưởng tượng phải ừ, đúng vậy tôi đã rất sợ hãi và tôi đã kiểm điểm bản thân Tôi hỏi sao chuyện này lại xảy ra tôi nhận ra rằng là một lãnh đạo hội thánh tôi biết công việc của mình đã trở thành trở ngại đối với bổn phận và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác của hội thánh nhưng tôi đã tham lam tiền tài và nhận thú vui xác thịt không sẵn lòng từ bỏ chúng thường xuyên thầy thốt với đức chúa trời rồi tôi lại lừa dối ngài phản bội lời thầy làm sao đức chúa trời lại không ghét bỏ tôi chứ Tôi nghĩ đến những lời này của Ngài Các ngươi đã nhận lãnh được vô số ân điển từ ta Và đã thấy những lẽ mồ nhiệm vô tận từ trời Thậm chí ta đã cho các ngươi thấy ngọn lửa của trời Nhưng ta không nở lòng nào thưa đốt các ngươi Nhưng các ngươi đã cho ta được bao nhiêu Các ngươi sẵn sàng cho ta bao nhiêu Nhìn từ bên ngoài, những việc xảy ra không có gì tốt đẹp. Nhưng tôi hiểu rõ ràng rằng, đây chính là tình yêu là sự nhắc nhở và cảnh báo tôi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã bày tỏ quá nhiều lẽ thật. Giải thích kết cục và đích đến của con người rõ ràng như ban ngày vậy. Ngài chỉ muốn chúng ta hiểu ra được mong muốn tha thiết của Ngài, mua cầu lẽ thật đàng hoàng và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo đạt được sự cứu rỗi của Ngài. Đúng lắm. Nhưng mà tôi lại quá cố chấp. Tôi luôn nghĩ mình sẽ có thể tồn tại và sống tốt dựa vào công việc của bản thân nên tôi không sẵn lòng từ bỏ công việc của mình Để theo Đức Chúa Trời và làm bổn phận Hai tai nạn khủng khiếp thập tử nhất sinh này Đã khiến tôi thất tịnh hoàn toàn Đối mặt với thảm họa, Không tiền tài nào có thể cứu được mạng của tôi Chính xác lắm Đức Chúa Trời đang cố đánh thức Con tìm u mê lạnh lẽo của tôi Bằng lời ngài và sự thật Tôi nhớ Đức Chúa Giêsu từng phán nếu ai trong các nghi không từ bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta. Giờ tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong lời của Đức Chúa Giêsu. Ừ. Khi chúng ta quý trọng tiền tài và hưởng thụ vật chất, những thứ này đã chiếm trọn trái tim chúng ta, khiến chúng ta không thể yêu kính và đi theo Đức Chúa Trời, chân mình cho Ngài và làm bổn phận như một loài thọ tạo. Ừ. Những người như vậy vẫn thèm muốn xác thịt và thế gian trần tục, không xứng là môn đồ của Đức Chúa Trời. Tôi không muốn bất tuân hay làm Ngài thất vọng nữa. Tôi phải thay đổi quan điểm của mình về mọi chuyện, tuân phục quyền tối thượng và sự sắp đặt của Ngài. Toàn tâm toàn ý đi theo Ngài, dân mình cho Ngài, gia đình đáp tình yêu của Ngài. Amen. Ừ. Amen. Vì vậy, tôi đã nói với sếp mình rằng tôi muốn xin nghỉ việc, và sau đó làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Cuối cùng mà đã đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Ừ, đúng vậy. Này. Và lúc đó, Tôi thực sự cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi thấy mình giống hệt như một con chim vừa sổ lòng. Tôi không phải lo về việc phải làm sao để xin nghỉ phép nữa, ừ. và cũng không còn gây trì quản công tác của Hội Thánh vì công việc đó nữa. Khi đưa ra được lựa chọn đó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Trời. Khi dân mình cho Đức Chúa Trời và làm bổn phận, thì ta sẽ được ngày đánh giá cao. Đúng ừ. là vậy. Chính xác. À, khi anh quyết định nghỉ việc như vậy, gia đình anh có phản đối hay không? sao lại không phản đối chứ ba tôi đã nổi giận đùng đùng khi nghe tôi bỏ việc ông đã đến gặp tôi và nói ba đã làm việc vất vả dạ để nuôi con ba đã mượn tiền cho con đi học cuối cùng con đã có một việc làm tốt giờ lại không muốn làm nữa con đang nghĩ gì trong đầu vậy làm ở cục đường sắt là quá ngon lành rồi con cứ tin đức chúa trời nhưng sao con có thể bỏ việc được nếu không có việc làm thì sau này con sống thế nào đây thấy vẻ mặt vô cùng tức giận của bà khiến tôi cảm thấy rất buồn tôi nhớ ba mẹ từng tiết kiệm tiền nuôi tôi ăn học hy vọng tôi sẽ tìm được một công việc tốt có thể thoát nghèo và sống một cuộc sống tốt đẹp tôi cũng muốn đưa ba mẹ từ quê lên thành phố sống trong một khu chung cư cao tầng và có một cuộc sống vật chất tốt đẹp nhưng tôi đã chọn con đường tên vào Đức chúa trời không còn mua cầu tiền tài và hưởng thụ vật chất nữa nên tôi cảm thấy mắc nợ ba mẹ lắm. Đối mặt với những lời của ba tôi, tôi không biết phải trả lời thế nào cả. Nước mắt không ngừng lăn dài trên má tôi. Tôi thật tình không dám nhìn ông. Nhưng trong lòng tôi biết rõ, mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Chỉ thay kỳ sau rốt, đứng cứu thế đã xuất hiện và thực hiện công tác. Ngày bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi ta khỏi thế giới, tà ác và tối tăm này. Để ta được cứu rỗi và bước vào dân quốc của Đức Chúa Trời. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một Sao tôi có thể chỉ vì Thèm muốn ăn nhàn sát thịt mà từ bỏ nó chứ Sao tôi có thể để nhân dướng mất công việc Ngăn mình mưu cầu lẽ thật Và làm bổn phận của một loài thọ tạo chứ Đúng vậy Trong đau khổ tôi đã thầm cầu nguyện với Đức chúa trời Xin ngài che chở để lòng tôi Không bị nhiễu loạn ừ. Tôi nhớ đến những lời này của ngài Đức Chúa Trời toàn năng phán đức chúa trời đã tạo ra thế gian này và mang con người một sinh vật sống mà được ngài ban cho sự sống vào trong đó và rồi con người bắt đầu có cha mẹ và họ hàng và không còn đơn độc kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy thế giới vật chất này con người đã được định sẵn để tồn tại trong sự tiền định của đức chúa trời hơi thở sự sống từ Đức Chúa Trời nuôi sống mỗi một loài sinh vật sống trong suốt quá trình lớn lên đến tuổi trưởng thành. Trong quá trình này, không ai cảm thấy rằng con người đang lớn lên dưới sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ tin rằng con người đang lớn lên dưới sự chăm sóc yêu thương của cha mẹ và chính bản năng sống của mỗi người điều khiển sự trưởng thành của họ. Điều này là bởi vì con người không biết ai ban sự sống cho mình hoặc nó đã đến từ đâu càng không biết cách thức mà bản năng sống tạo ra những phép màu họ chỉ biết rằng thức ăn là nền tảng để sự sống của họ được tiếp tục rằng sự kiên trì là nguồn gốc sự tồn tại của họ và rằng những niềm tin trong tâm trí của họ chính là nguồn vốn mà sự tồn tại của họ phụ thuộc vào con người hoàn toàn không nhận biết gì về ân điển và sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy, họ lãng phí sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình. Không một ai trong nhân loại được Đức Chúa Trời chăm sóc ngày đêm này biết tự giác thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời chỉ tiếp tục làm việc trên con người, tạo vật mà Ngài không đặt bất cứ kỳ vọng nào như Ngài đã lên kế hoạch ngài làm vậy với hy vọng một ngày nào đó con người sẽ thức tỉnh khỏi giấc mơ của mình và chợt nhận ra giá trị và ý nghĩa cuộc sống cái giá mà đức chúa trời đã trả cho tất cả những điều mà ngài đã ban cho con người và sự quan tâm sốt sắng của đức chúa trời khi ngài chờ đợi con người trở lại với ngài các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật và để có thêm càng nhiều lẽ thật các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn đây chính là những gì các ngươi nên làm các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật chỉ để có cuộc sống gia đình bình yên và các ngươi không được mất đi phẩm giá và sự liêm chính trong cuộc sống của mình vì sự hưởng thụ chốc lát các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành và nên theo đuổi con đường sống có ý nghĩa hơn. Nếu các người sống một cuộc đời tầm thường như vậy và không theo đuổi bất cứ mục tiêu nào, chẳng phải các người đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các người có được gì từ việc sống như vậy? Các người nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có sự liêm chính hay nhân phẩm chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ Amen. 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 những lời của đức chúa trời đã khai sáng cho tôi tôi nghĩ rằng chính ba mẹ đã nuôi dưỡng tôi chắc chiêu dành dụm để tôi có thể ăn học tới nơi tới chúng nên nếu tôi không nghe lời họ và từ bỏ công việc của mình vì bổn phận thì tôi sẽ nợ họ quan điểm của tôi thật nực cười và vô lý điều này không phù hợp với lời đức chúa trời hay với sự thật đúng lắm phải chỉ đức chúa trời mới là nguồn sống của con người sự sống của chúng ta đều là từ đức chúa trời mọi thứ chúng ta có là do ngài cung dưỡng và bàn phước ừ không có ngài ta sẽ không có gì cả việc ba mẹ nuôi tôi không lớn đều là quyền tối thượng và sự sắp đặt của ngài tôi phải biết ơn đức chúa trời và đền đáp tình yêu của ngài ừ đúng vậy nếu không thể làm tròn bổn phận của mình để làm cho đức chúa trời hài lòng thì dù có được một công việc ổn định và hưởng một cuộc sống vật chất tốt đẹp cùng với gia đình thì cũng không có giá trị hay ý nghĩa gì cả những thú vui nhất thời này không thể giúp tôi hiểu được lẽ thật và đạt được sự sống hơn nữa đối với đức chúa trời tôi là kẻ phản nghịch ngài và sẽ không được ngài chấp thuận ừ phải đó để đạt được lẽ thật thì tôi phải chịu khổ để đạt được lẽ thật tôi phải vượt qua đau đớn chỉ có như vậy tôi mới sống có nhân cách và phẩm giá và được đức chúa trời chấp thuận đúng lắm lúc đó càng nghĩ tôi càng thấy mạnh mẽ hơn nên tôi lại làm chứng với ba tôi về sự xuất hiện và công tác của ngài ồ oh. nói với ông ấy nếu không có lòng tin vào ngài mọi sự mưu cầu đều sẽ trống rỗng chúng không có giá trị hay ý nghĩa gì giờ đấng cứu thế đã đến bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi con người và chỉ có tin vào ngài mưu cầu lẽ thật loại bỏ tội lỗi và thật sự ăn năn với ngài thì con người mới có thể sống sót qua thảm quả Và bước vào vương quốc của Ngài ừ. Tất cả những ai mua cầu thế gian trần tục Dù cuộc sống vật chất của họ có phong phú thế nào Thì cuối cùng Họ cũng sẽ chết trong các thảm quả và bị trừng phạt Nhưng dù tôi có nói thế nào Bà tôi vẫn không đồng ý với chuyện bỏ việc của tôi Và cuối cùng Ông ấy đã tức giận bỏ về Sau đó xảy ra chuyện gì Gia đình vẫn cố ngăn cản anh à Họ vẫn cố ngăn tôi Sau đó Ba tôi đã nhờ bà con hàng xóm đến thuyết phục tôi. Họ đều nói với tôi rằng, dù có đi cửa sau bằng tiền ba kè quà cáp, thì cũng không thể mua được một chức vụ trong cục đường sắt đâu. Còn nói, ba mẹ đã nuôi tôi vô ích rồi. Khi nghe những lời buộc tội của gia đình, tôi liền nhận ra rằng, sa tăng đang dùng người thân của tôi để công kích tôi, ngăn tôi từ bỏ về dân mình cho Đức Chúa Trời. Phải đó. Tôi nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời toàn năng ngươi phải sở hữu trong ngươi sự can đảm của ta. Khi đối mặt với những người họ hàng không tin, ngươi phải có những nguyên tắc. Tuy nhiên vì lợi ích của ta, ngươi không được thua thế lực hắc ám nào. Hãy dựa vào ta để đi con đường hoàn thiện. Đừng để âm mưu của Satan được thực hiện. Hãy dùng mọi nỗ lực vào việc dân lòng ngươi trước ta và ta sẽ an nguội ngươi, mang cho ngươi sự bình an và hạnh phúc. Amen. Amen. Sau khi suy ngẫm lời ngài, tôi bỗng cảm thấy tự tin và có dũng khí để nói với gia đình tôi rằng con người ngày nay đặc biệt tôn thờ tiền tài danh lợi và địa vị chỉ những thứ này mà con người tranh giành âm mưu đấu đá lẫn nhau không từ thủ đoạn thậm chí vợ chồng còn ngoại tình lừa dối lẫn nhau và phản bội nhau ừ. mọi người đều sống như vậy nên dù có tìm được một công việc tốt và ổn định như thế nào hay có được một cuộc sống vật chất tuyệt vời thì chúng ta có thực sự cảm thấy hạnh phúc không không đâu Đức Chúa Trời toàn năng phán Tất cả các kiểu thảm họa sẽ lần lượt giáng xuống Và mọi quốc gia đều phải gánh chịu Bệnh dịch, nạn đói, lũ lụt, hạn hán, động đất xảy ra ở khắp mọi nơi Nhưng thảm họa này không chỉ xảy ra ở một hoặc hai nơi Cũng sẽ không kết thúc trong một hoặc hai ngày Mà chúng sẽ lan ra mọi lúc một trọng hơn Và thảm họa sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn Trong thời kỳ này, vấn nạn côn trùng cũng sẽ liên tục xuất hiện. Hiện tượng người ăn thịt người cũng sẽ xảy ra khắp nơi. Đây là sự phán xét của ta dành cho mọi quốc gia và dân tộc. Amen. Amen. Dùng lời của Đức Chúa Trời, tôi đã tiếp tục thông công. Hiện nay các thảm quả đang ngày càng lớn dần. Chỉ có đi theo Đức Chúa Trời toàn năng mới có thể bảo vệ chúng ta khỏi các thảm họa. Tôi tin Đức Chúa Trời rao truyền phúc âm và làm bổn phận. Còn quan trọng hơn, công việc của tôi hàng ngàn hàng vạn lần ừ, đúng lắm đức tin của tôi này đức chúa trời không ngu ngốc như mọi người nghĩ khi noe đau dạng phúc âm người ta nói rằng ông ấy bị điên nhưng sau đó khi cơn lũ ập đến trong toàn nhân loại chỉ có gia đình tám người của noe là sống sót noe không điên hay ngu ngốc ông là người không ngoan nhất và ông được đức chúa trời ban phước nhiều nhất amen. amen ngày này nhân loại đã tà ác và bài hoại đến mức Đức Chúa Trời sẽ quỷ diệt chủng loài bài quả và xấu xa này Chỉ có thờ phượng Đức Chúa Trời toàn năng ta mới sống sót được Amen Ngày hôm nay tôi báo cho mọi người tin tức tuyệt vời này Hy vọng mọi người cũng sẽ tin vào Đức Chúa Trời toàn năng Đừng cố thuyết phục tôi Vì tôi đã quyết định rồi Tôi sẽ theo Đức Chúa Trời toàn năng đến cuối đời Sau khi tôi nói xong Vì tôi người cũng tin Chúa nói Ta ơn Đức Chúa Trời Thật tốt khi cháu tin Ngài và chọn rao giảng phúc âm của Ngài để làm cho Ngài hài lòng. Dễ cũng nói với những người khác rằng, con đường mà nó chọn hôm nay là con đường đúng. Giàu có hay không, sự sống mới là quan trọng. Chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của nó. Sau đó thì mọi người không nói gì nữa. Ừ. Điều này đã khiến tôi thấy rất hạnh phúc. Khi tôi giữ vững lập trường và chọn làm đức chúa trời hài lòng, gia đình tôi hổ thẹn và không bức bách tôi nữa. Tốt quá. Từ đó trở đi Tôi không còn bị người và vật xung quanh kìm hãm nữa Và có thể làm bốn phần toàn thời gian Tạ Đức Chúa Trời, trời, chú trời. <laughs> Sau đó Khi thấy có rất nhiều người đã tiếp nhận Công tác thời kỳ sầu đốt của Đức Chúa Trời toàn năng Trong lòng tôi Cảm thấy vui mừng không thể nào tả xiết Việc đưa những người chân thành Khao khát Đức Chúa Trời trở về nhà của Ngài Là một điều vô cùng ý nghĩa Và là điều an ủi nhất Đối với Đức Chúa Trời Đúng à. vậy Nghĩ lại chuyện lựa chọn bỏ về chạy đi con đường đức tin này đức chúa trời tôi biết đây chính là sự lựa chọn khôn ngoan nhất của mình trong cuộc đời ừ. có thể dân mình và hiến dân cuộc đời để đau dạng phúc âm và làm chứng cho ngài là việc làm có ý nghĩa và giá trị hơn bất cứ việc gì khác trên đời tại à, chúa, à, chúa trời, trời.